mình đang chờ đợi phà, là chờ đợi chuyến phà tới nha, từ Phú Tân mình qua bên Chợ Mới nha cả nhà.
thôi mình từ ở phà Thuận Giang Phú Tân mình qua bên đây là chợ mới, thì thôi đến đây thôi Kim cũng xin dừng máy nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình vào những video sau ha. Xin chúc tất cả bà con mình ngày cuối tuần thật vui, thật nhiều ý nghĩa bên gia đình, bên người thân của mình ha. Và đặc biệt thiện thượng lộ bình an, vạn sự lành. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.